Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác cách làm lồng bẫy rắn tại nhà. Nào mời các bác cùng là em và làm được cái lồng bẫy rắn tại nhà thì chúng ta gồm có lưới này. Cái này là lưới mắt một phân nhá. Lưới một phân này. Và chúng ta có thêm dây thép để buộc này. Đây là em làm theo cách làm tại nhà nha, không phải mua những cái đồ để bấm lên các thứ. Dây thép là hai này. Xong là chúng ta có một cái kìm để buộc này. Một kìm để cắt này. Đây một cái kìm để cắt này. Và một cái kéo này để chúng ta cắt cái lưới này. Rồi nào mời các bác cùng em làm nhé. Các bác theo dõi và học cách của em nhé. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt cái lưới này ra nhé. Cắt cái lưới này ra. Cái này tôi sẽ làm chiều ngang là 9 ô. Chiều ngang là 9 ô. Và chiều đứng của nó là 8 ô. Vậy là 9 x 8 17. 9 cộng 8 17. 17 x 2 thì thành 4 4 vách. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm lấy 34 ô này. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 ô tôi sẽ cắt sang ô thứ 35. Cắt sang ô thứ 35 để lấy một đầu để buộc nhé. Chúng ta nên cắt một bên là bằng, một bên là vào một cái ô dở kia, là để tí nữa chúng ta mới được gấp nó lại. Chúng tôi sẽ quay cụ thể cho các bác xem. Bây giờ tiến hành cắt đã. Đấy, sau khi cắt thành một tấm như này các bác ạ. Nhá. Cái cạnh bên này chúng ta cắt bằng như này. Cắt bằng như này. Và cạnh bên này chúng ta cắt lấy cái góc thừa này nhá. Để tí chúng ta gấp nó lại. Rất đơn giản nha các bác ạ. Đó. Đây bên này chúng ta cắt dài như này. Cắt để dài như này. Còn cái mặt bên này chúng ta cắt bằng nha, để tí chúng ta gấp vào, chúng ta lấy cái đầu này, chúng ta tận dụng cái đầu này để quấn nó vào luôn. Vâng, sau khi chúng ta cắt được những cái tấm lưới như này rồi các bác ạ. Cắt được những cái tấm lưới ra như này rồi thì chúng ta sẽ các công đoạn quấn vuông thành hộp như thế này. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉ cho cách mọi người. Nếu mọi người muốn uốn đẹp, chúng ta nên kiếm một đoạn V như này, chúng ta úp vào như này, chúng ta đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 như này. Chúng ta đặt đúng giữa thanh này. Chúng ta đặt giữa thanh này xong là chúng ta sẽ gấp cái tấm lưới này lại. Đây như này. Đấy. Thế là vuông đét luôn các bác ạ.
Đấy, thế là lên một cái thành rồi. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đếm ở trong bên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 đây. Đấy, chúng ta căn thật chuẩn nhá. Và để cái nền nó cứng. Đây. Đấy, thế là chúng ta lại được một vách nữa rồi. Bây giờ còn bên này. Bên này còn một vách nữa. Bây giờ thế 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Căn thật chuẩn các bác ạ. Thì lên cái lồng nó vuông được. Đấy. Đấy, vừa rồi tại sao tôi lại bảo mọi người là cắt để cái đầu này nó thừa ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ như này. Đưa cái này vào. Đây, đưa vào như này. Đưa vào như này để tí chúng ta gấp lại. Anh em, các bác nhé, vừa nãy tôi bảo là để cái dây để dài ấy. Thì chúng ta lấy kìm này. Lấy kìm này cuốn nó vào cực chắc luôn các bác ạ. Cuốn như này đỡ bắn ghim. Bởi vì đây tôi đang chia sẻ cái cách làm cái lồng rắn tại nhà ấy. Để tiết kiệm mọi chi phí nhất. Nếu chúng ta bấm bằng cái ghim ấy thì nó sẽ nhanh. Nhưng mà nó lại chúng ta làm một vài cái để dùng ấy thì nó đã tốn cái chi phí mua kìm mua ghim. Đây, mua một cái kìm như Lazada cũng mấy chục nghìn. Nếu mà ta làm lồng đi chơi thôi, làm lồng chơi thôi thì ta có thể mua được mấy cái lồng luôn này. Đây, cái lồng ở trên thị trường cũng mấy chục nghìn thôi. Làm như này rất tiết kiệm được cái chi phí các bác ạ. Đấy, chúng ta cứ quấn từ cái đầu này, bẻ gập từ đầu này sang đầu này, là chúng ta bẻ gập lại là chúng ta sẽ được một cái lồng nó vuông vắn như thế này. Đây. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ việc là làm hom nữa là ổn rồi. Đấy, các bác thấy không? Vuông vắn, cực kỳ vuông vắn luôn. Đấy. Như là chỗ nào móp méo tí chúng ta cứ dùng tay chỉnh sửa, với cái sắt này nó cũng mềm thôi. Tôi bị sắt nó quệt nên là xì máu rồi các bạn. Các bạn làm nên là cẩn thận chút, không là dễ chảy máu lắm, bởi đầu sắt này nó sắc lắm. Đấy, chúng ta được cái lồng như thế này. Đây, lồng như này đây. Đấy. Được cái lồng như này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sang làm cái hom. Khâu làm cái hom. Vâng, và tôi sẽ cắt sắt và làm cái hom tiếp cho các bác cùng xem. Các bác nhé, em sẽ tiến hành cắt làm hom. Đây là làm hom đấy nhá. Làm hom chúng ta tận dụng lại những cái chúng ta cắt thừa đây. Thì em sẽ lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mắt. 8 mắt sẽ cắt làm hom cho lồng nhé.
Và cái này chúng ta cắt dài 20 phân 20 cm. Đây, chúng ta sẽ cắt được từng mảnh như này. Cắt từng mảnh như này 20 cm một. Thế sau khi chúng ta cắt được như này rồi, sau khi chúng ta cắt được những mảnh như này, chúng ta sẽ gấp lại, gấp để cho vào làm hôm. Đây chúng ta gấp, thì tôi sẽ gấp lấy hai ô, gấp lấy hai ô, 1, 2. Đây đến nan thứ ba tôi sẽ gấp lại và cũng dùng cái V này nha các bác nhé, dùng cái V này làm này, gấp đúng như này luôn. Đấy, chúng ta muốn vuông, muốn nó vuông đẹp chúng ta lấy cái búa chúng ta gõ theo cái dây này. Đấy, thế là được một cái đây. Đấy, một cái nữa ta cũng gấp như thế, cũng lấy hai ô là ba nan. Đã được như này rồi, được như này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây, đây nhá, đưa vào như này, chúng ta buộc. Đây nha các bác nhé, các bác cứ làm theo em là hiệu quả 100%. Đấy, ở trong lồng nó hơi bị móc vào trong. Chúng ta sẽ đẩy cái phía bên trong này ra cho nó, đừng để nó lồi vào trong nhé các bác nhé, đừng để cho nó lồi vào trong, nó lồi vào trong nó sẽ bị mắc. Đấy, ra như này là được cái hòm rất đẹp luôn. Cho hai cái vào, đó là chúng ta buộc vào. Đây sẽ dùng tiết kiệm hết sức nhá, tiết kiệm này chúng ta dùng những cái mẩu giấy thép bé này, nó sẽ buộc lại. Bởi vì tại sao chúng ta tiết kiệm hết mức? Bởi vì chúng ta đã làm lồng tại nhà rồi, chúng ta làm kiểu bán chuyên nghiệp là chúng ta phải hết sức tiết kiệm. Đấy, các bác nên buộc chắc vào nhé, không là khi con rắn nó vào mà nó ra được là hỏng nhé. Xoáy thật chắc rồi. Cách như của tôi làm đây, kẻ rắn to không thể ra được.
buộc như này rắn nó to đến mấy thì chịu, không thể ra nổi. Buộc xong cái lại một cái nữa, rất dễ các bác. Các bác cứ học theo em để làm tại nhà, chi phí nó rất rẻ. Một cái này nếu các bác mua vật liệu về làm chắc là không đến 30.000 đâu. Mua vật liệu về làm tại nhà như này nó chỉ rơi vào tầm 20 đến 25.000 một cái. Nếu các bác biết tính toán cắt cái sắt cho nó chuẩn, nó không lãng phí là rất rẻ. Đấy, chúng ta đã buộc được một bên. Đấy, cần chỉnh cái trong này một tí. Trong này nó chưa đẹp, chúng ta nên chỉnh lại. Cái này to quá. Sẽ tìm một cái gì nhỏ hơn để bỏ vào chỉnh. Đây, tôi sẽ dùng một cái que nhỏ này. Que nhỏ này đút vào đây để chỉnh cái đầu này một tí cho nó không hai cái nó không cắm vào nhau nhé. Chúng ta làm không chuẩn ấy thì hai cái hòm này nó sẽ bị cắm vào nhau và nó sẽ gây ra hiện tượng là kẹt hòm. Này cho thêm một cái này nữa, chúng ta uốn trước đi, uốn nó hơi như là cung cung như này tí. Này chúng ta lại buộc nó vào. Thế thôi mà, rất đơn giản. Các bác đi mua những cái lồng này ở trên Shopee thì cũng phải 5-60.000 một cái. Và chúng ta làm tại nhà nó rất rẻ. Nếu các bác nào mới muốn vào nghề đi bẫy rắn này, chúng ta làm những cái lồng nó như ý. Chúng ta muốn kích thước nó to nhỏ theo ý chúng ta thì chúng ta mua sắt về làm tại nhà rất đơn giản. Làm dễ lắm các bác ạ, không có gì là khó khăn đâu.
quá đơn giản luôn. Các bác đi mua nó về cái lồng các bác, thứ nhất là nó không vừa ý các bác, nó bé hoặc là nó lại to quá. Tốt nhất là chúng ta tự mua sắt về chúng ta trải nghiệm, chúng ta làm như tôi đây. Các bác làm một hai cái đầu ấy thì có thể nó chậm, nhưng mà về sau các bác làm nó sẽ rất chi là nhanh, phải quen tay mà. Khi các bác quen tay để làm nhanh lắm. Khi tôi làm cứ cắt sắt ra làm khoảng tầm 15-20 phút là xong một cái. Rất đơn giản, không có gì. Nếu chúng ta có điều kiện thì mua kìm bóp ghim chúng ta làm còn nhanh hơn nữa. Đây, sau khi chúng ta đã làm được cái hòm như này này. Đây. Trong này nha các bác nhé, chỉ có vào không ra nhé. Đấy. Chúng ta buộc hai bên cạnh này nữa, buộc hòm vào hai bên cạnh này, hai bên cạnh cái hòm này chúng ta buộc lại, thế là quá chắc luôn. Rồi. Đây là cái thành phẩm của tôi hôm nay đã làm ra những cái lồng rắn như này, lồng bẫy rắn như này. Hôm nay tôi giới thiệu với các bác cách làm những cái lồng bẫy rắn. Và đây là sản phẩm của tôi đã làm được những chiếc lồng bẫy rắn như này. Đấy, tôi ngồi làm một lúc là được 4 cái như này. Vâng, hôm nay tôi đã chia sẻ cách làm cái lồng bẫy rắn cho các bác tự làm tại nhà. Nếu các bác xem video này thấy hay thì mong rằng các bác cho xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ và một like nữa. Vâng, tôi sẽ gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo. Chào các bác nhé.